bà làm một mình có cái gì như làm một mình, con làm một mình có cái khăn, có cái gì không? Cái này mình có cái gì là ví dụ con làm cái giò thì cái bàn giò nó mình gồm chứ mình không có cái khăn sau đó mình đề đó mình ngồi học nên là cái khăn rồi đó có chuyện gì vậy lúc nào mà nó bớt nóng thì anh báo nhé, cảm ơn anh đại okay. Ngày nào cũng trường như thế này, 2-3 lần anh chỉ trường 3 lần, mỗi lần là 2 tiếng do đó mà báo cũng học rất là một trường. Dạ, thì ba tôi mua ăn bữa nay một nửa, thành ra là đó tôi làm tối. Làm tích cực, mà nghe nó khỏe ngay. Rồi nghe bữa nay sao rồi? Dạ, thì bữa nay là nó rất là tích cực. Bạn có cái trường như trên đây, không biết sao. Kẻ gì non lành không mẹ? Cứ đến lớp là ngồi ôm đá mấy tiếng đồng hồ đó. Ôm đá cho đến hết giờ học. Cặp đá diệu kỳ. Mà cái bao tử tôi hôm nó lạnh, bây giờ dùm nó ấm, nó tôi không có uống thuốc gì hết. Chứ hôm trước là tôi uống nghệ mỗi ngày, mà giờ tôi mấy ngày nay rồi tôi không uống gì, mà tôi thấy bao tử tôi cũng bình thường à, nó khỏe. Mà tôi uống nước lạnh được nữa, hôm trước tôi uống nước nóng đâu mà. Không có uống nước lạnh, mà giờ tôi uống nước lạnh không đó. Mà có chùm đá phải đấy. Dạ, nhờ chùm đá đó. Nghe khỏe. Yeah. Bây giờ cái chân hôm nay nhé, em nói anh nghe này, anh đá chân lên cho em xem. Giờ hôm nay là đá tung cước được rồi. Nghe vui. Bữa nay mà nghe anh nhìn cái nét mặt anh cũng khỏe hơn hôm trước. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhìn anh tươi tắn hơn. Thứ hai là bây giờ có một cái việc là anh về mặc dù là cái cơ nó teo, bây giờ anh về anh đo ngay cơ rồi mình lấy cái thước dây á, thước thở bay á, đo cơ rồi viết vào sổ, viết lên tường á, đánh dấu. Sau một thời gian sau khi là làm hết phương pháp bấm huyệt rồi ngũ bội tam tinh rồi trường gan xong, đo lại cơ. Ok chưa? Rồi chúc anh khỏe, lên đường may mắn nhé. Cảm ơn chú. Tạm biệt. Chúc sức khỏe. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.